Đây nhá, xin chào mọi người. Cửa hàng điện máy xe máy Huy Bộ xin chào mọi người ạ. Hôm nay là một ngày rất là đẹp. Cửa hàng em xuất xưởng xe liên tục ạ. Hiện tại giờ đang combo tại cửa hàng một lúc 3 xe cùng một lúc ạ. Đây. Hôm nay là ngày đẹp nhất trong tháng. Khách hàng vừa mới khoe với em là hôm nay là ngày đẹp nhất trong tháng ạ. Ngày này là ngày đẹp nhất trong cái tháng này. Nếu mà bác nào chưa xem được ngày hay là chiều tranh thủ ra Huy Bộ mua xe vậy. Đây ạ. Đây là xe điện mọi người nhá. Xe điện đang lên ngôi đấy ạ. Xe điện này là tên sản phẩm là IAD E3. Đây. Độ bền của ắc quy lên đến 5 năm mọi người nhé. Xe đi được 100 cây mới hết điện. Bên cạnh đây là xe. Đây. Bác đứng tuổi thì đã chốt cho mình một em cúp rồi ạ. Chốt cho mình một chiếc xe cúp xinh xinh để cho người già đi rồi. Còn đây là xe Way Alpha mọi người nhé. Đây là phiên bản mới, màu mới này. Bản này là bản sơn sần từ tính này. Đây. Tem 7 màu 3D mọi người nhé. Đây, 7 màu 3D luôn. Cực kỳ là đẹp luôn. Hàng có sẵn tại Huy Bộ luôn ạ. À. Có hỗ trợ trả góp, trả trước 0 đồng. Không có tiền cũng mua được xe ạ. Anh em mua xe điện, xe máy nhớ ghé qua Huy Bộ tham quan nhé. Nhìn lượng khách vào đại lý em mua là mọi người biết là giá cả đại lý em rất là hợp lý rồi đấy ạ. Rất giá cả hợp lý và đầy đủ tất cả các mặt hàng cho quý khách lựa chọn ạ. Cam kết là giá rẻ và hợp lý nhất thị trường luôn. Chế độ phục vụ chuyên nghiệp nhất khu vực. Bên kỹ thuật đang hỗ trợ liên tục ạ. Xanh, hôm nay là ngày của màu xanh đây. Đây là xe điện IAD E3. Đi được 100 km mới hết điện. Bên cạnh đấy là xe điện xe 82 ạ, xe học sinh ạ và dành cho người già. Còn trong này là đây là xe Way Alpha. Các anh thanh niên đam mê. Đây là màu mới đấy ạ. Hàng có sẵn tại Huy Bộ luôn. Đây. Trong này thì là cúp 82. Cúp 81, 82. Không phải giới thiệu với anh em nữa. Chủ yếu là màu này, màu mới, màu lạ. Rất là đẹp luôn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn quý khách đã tin yêu ủng hộ Huy Bộ. Cái này tem 7 màu. Sơn sần. Không chê vào đâu được. Đây, bên kỹ thuật em đang hỗ trợ hết công suất luôn. Mỗi người một xe, 3 xe một lúc. Trong thời gian dịch dã như này mà các bác vẫn mua ủng hộ xe được nhiều xe như này một lúc là quý khách hàng là rất là tin yêu Huy Bộ.